Hello các bạn. Bây giờ là 7 giờ tối. Trời còn sáng ha, bắt đầu cho cái mùa hè. 7 giờ còn trời còn sáng. Thường là mùa đông 3 giờ tối thui. Bây giờ là mình đi chơi ha. Mình qua nhà sếp chơi. Bây giờ là mình qua mình bắt cấp bạn bạn Phát. Nãy giờ chờ cho nó chờ rồi. Bây giờ nó mình phải chờ nó lại thôi. Mình chỉnh xe có bạn Đạt nữa nè. Ha. Con Đạt đi với mình cũng nhiều chuyến đi chơi lắm rồi. Hôm nay chở con Đạt đi chơi luôn. Thì nhà bạn Phát cũng gần nhà mình á, cách nhau cỡ 2-3 phút lái xe. Thì bình thường thì bạn Phát qua pick up mình, hôm nay mình pick up lại bạn Phát. Rồi ok, tới nhà rồi. Thì nó ra nè. Bắt nhỏ chưa? Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Đạt luôn mà. Yo. Yo. Hôm nay để cho bạn mập lái xe, ba thằng ngồi nhìn. Oh, má, thật là mạnh mẽ quá. Ba đứa để cho mình nhỏ con gái lái xe. Thằng gái là khi giống thì đừng giống mày. Mặt trời. Mặt trời xuống. Mặt trời xuống cái nè, nhìn nó đẹp, bầu trời rất là đẹp. Rồi hai quầy rồi. Ok, bây giờ mình gần tới nhà sếp rồi ha. Bây giờ thấy xe đi đậu nhiều đó. Đông rồi đấy. Đậu có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc rồi. Đa số tôi vừa tặng. Đa số người lớn rồi mà ha. Thì nguyên cái nhà sếp đó là khóc rồi. Không muốn đậu đâu đậu. Đậu đây đi. Đậu đâu dễ ra. Bây giờ là mình vô mình càng quét nhà sếp ha. Ủa sao xe sếp nhà vậy? Sếp đi xe. Ồ. Sếp sếp đi lắc xịt đi đi ăn đám rồi. Bây giờ cái nhà này là của tụi mình. Tụi mình sẽ quậy banh chành luôn. Ồ, nhà sếp có chiếc Acura nữa trời. Má ơi, nhà giàu vậy. Bây giờ mở cửa. Trời 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 trời. Càng quét ghê quá. Rồi, sao nhiều vậy? Thì đầy đủ vậy. Còn những thành phần này trái trước. Ha. Sao nhanh vậy mấy bạn? Vậy chưa, dán nhanh như vậy? Đêm trên mai đây. Ủa, sếp ở nhà kìa, sếp cháu đi đâu? Tại vì sếp biết hôm nay mình lại chơi á, sếp cancel đám rồi. À, sếp nhà chơi với mình. Thầy có label luôn. Label uống bia. Đây là cái label uống bia. Có tên đâu nè, thấy không? Mỗi người uống thì dán vô ha. Chai của ai mà còn bia thì bị phạt. Tiên là bây giờ mình đi khám phá cái đồ ăn đi. Thì người ta có gì ăn nè. Đây là món gì? Đây là món bê thui. Có thính nữa nè. À, còn món gì nữa giới thiệu coi. Ô, đây gà gà hay gì vậy? Hay quay à? Ồ, hay quay. Gà nước mắm. Đây là có gì nữa? Cơm chiên. Ồ, ngon đấy. Tài lát chai rồi chứ. Chị sớm vậy chưa vậy chân đưa rồi. 6 giờ 7 giờ. Đây là cái gì đây? Ồ, đây là ghẹ chiên á. Còn này là gì vậy? Món này món chi chi ngon lắm nè. Ngon đấy. Lớp tờ đâu? Gì đây? Đây là cơm. Lớp tờ. À đây món lớp tờ xào hành gừng. Đây là món lobster ha. Lâu rồi mình cũng không có ăn. Đây cái đấy tính cái mùa này thì lobster nó hơi mắc. Nó mắc hơn lúc mình quay vlog tới nhà sếp cho các bạn xem ha. Thì một phần này là một phần hai con là gần 40 đồng ha. Thì trước có 20 bây giờ 40. Đây là cái đuôi. Giờ mình thưởng thức nó trước. Bởi vậy ăn cũng bị sủi đuổi quá. Đá cầm quần áo một đống đét luôn à. Cái chỗ này cho mình cũng lưng chứ không, chứ không ngồi thôi. Chứ gai cái đá thì em nó sẽ ra như cái chỗ. Bây đây, bây đây. Bây đây. Bây đây. Bây đây. Bây đây. À, thịt nó vẫn còn tươi. Nó không phải lòng đá đâu các bạn. Đây là một cái phần thân của nó. Thịt nó nè.
Đánh chất ở đây nó nghe cái sứ tôm hùm mà. Người ta xào á, người ta chặt từng miếng á, mình cho vừa ăn mà hơn là mình cầm nguyên một cái. Nè, lấy gì ấy gấp tôm ra. Thường đi ăn à, mình đi ăn trước chút xíu à, mình có sức mình uống ha. Mời các bạn thưởng thức thêm tôm hùm với mình. Càng miếng từng miếng thì ăn mới ngon. Mình không có chưa qua đã. Nhớ bảo nó gặp hả? Cái này có cái đơn lên à. Có gặp nên nè. Mà nó có chiên lên không biết còn không. Bà hả? Con gặp cái đầu. Gà, tôm, mì, tôm. Cái gà lát luộc sâu á không? Hay vậy? Hay vậy? Lát luộc sâu lên. Sao? Đã tưng. Ghế 11. Trung lên cho vợ nha Trung. Em có bao rồi để người khác lỡ. Cái là một dĩa bao nhiêu trứng á? 30 trứng. Ôi nữa không được 1 trứng nữa chứ mà. Còn á. Tôm chứ. Mấy cái đôi này thật nó mới nhiều. Đây sếp mình năm nay nghỉ làm ha, nghỉ đi đi tiệc à. Đây là cái mâm lobster ha, mình ăn vài cái thôi, mình chờ những người đi trễ phía sau ha. Giờ mình thử thứ những cái món khác. Ok. Đây, bé thôi. Là cái món chi chiên mình rất là thích nè. Ở đây nó có chi. À. Cắn ra cái đây có xì ngon lắm. Bỏ qua đây, ăn thôi. Món này cũng giống như món cũ trước mình ăn ha. Món món hủ tiếu xào bò này. Hủ tiếu xào bò. Xin một miếng trước khi ăn. Ăn xong trước khi uống à, đói. Cho cái muỗng không? Cho cái muỗng này không? Muỗng này đúng không? Muỗng này đúng không? Muỗng này ở đây nữa à? Đâu cái màu xanh á? Anh hủ tiếu. Đúng rồi. Đói coi. Cái muối nữa. Cái muỗng khác không? Cái muỗng khác không? Cái muỗng khác không? Cái muỗng khác không?
giá những món mà xa ra nó có cái này nè, nhưng mà khi mình ăn buffet nó không có. Có gà không? Hết đây là thịt bò nó rất mềm. Thằng em mình vô nè. Giờ nè, để đi vòng vòng bên tôi nha. Nguyên bằng trai luôn không? Không bằng tay luôn á. Không thấy mặt em sao? Giờ nè, bia là bằng một tay. Mà nó bị fail rồi. Đưa lên coi. Cao quá. Lên. Đưa lên. Ai sẽ hết tỏi, ai sẽ tỏi. Đó. Ờ, mua bia này bằng nắp bia thôi á. Đây là long, biệt hiệu là long lờ. Long sắp bằng lờ. Long sắp bằng lờ. Chào các bạn, đây là long. Hello các bạn. Mình là Nick Lê Vinh. Ok. Nói cái cục. Lê Vinh luôn. À, Lê Vinh luôn. Các bạn cứ tiếng Anh đó. Hello. Hello Bi. Long sắp bằng lờ. Long lờ. Mình ăn món à. Hôm nay cho các bạn xem trong đây nó có gì. Thường trong đây nó có chi á. Nó có chi. Nó rất là béo. Có nước chấm nữa các con. Mà ăn gì à? Đúng là bữa thịt rồi. Ngon. Đây là anh em của mình à. Đẹp trai không? Thôi râu ria không mà đẹp trai ghê. Nhìn thật là mạnh mẽ. Chắc em ấy mới có sinh năm 2000 á. Em ăn luôn á. Ở dưới đây là người già ông chứng trạng ha. Để em ơi chị đại luôn rồi. Chị tầm mà phát à. Chị đẹp hả? 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 Ai muốn qua đây? Chị đẹp hả? Mẹ ấy nhận làm đám cưới giả 50 ngàn. Thôi nhiều quá. Cái này cuối đây. Chẳng hết bữa hả? Đang chanh với muối ngon mà. Một tuần bữa mà. Đúng rồi. Đây là sếp của mình nè. Bữa đi làm có sao vậy? Một tuần bữa nè. Bữa làm sao hết được. Hôm nay sếp mình không có không sếp mình hôm nay không có đi đám, sếp mình ở nhà chơi với nhân viên. Chơi đám lũ quỷ. Sếp có tâm lắm. Hủ tiếu. Lâu lâu ké được cái chân ở bên cái càng. Sao ké được cái càng à, tâm thần bữa đó rồi. Mà bữa nấu vô mấy con chi đâu biết. Cái là cái tinh thần của đôi mà ăn luôn là quá. Cái gì mà nhất là gì không? Wow. Ồn nếu mà khi mà sống thì để mà chạy rụng nữa. Tươi quá. Ngon các bạn. Cái hôm mà toàn hành gừng là bá cháy luôn á. À, các bạn giới thiệu các bạn đây là chàng trai Connecticut. What's up? Nó chưa xỉn mà nó khui cái chai nãy giờ luôn à. Vô. Cái nắp bị cong. Nếu không khui bằng nắp cong. Dạ. Giỏi nha. Thấy không? Đi uống bia là phải dán label vậy nè. Thì ai chai của ai mà uống không hết á mà còn dư á mà bỏ là bị phạt. Thì bình thường là uống mà không có hết bỏ uống lắm. Nè, giới thiệu cái anh chàng hồi nãy tên là này. Anh chàng này, chàng có nét tích cực tên là Phú á. Thì sau một đi một vòng thì các bạn thấy không? Còn một chút xíu đồ ăn à. Ngoài kia đang quậy à. Đây là bạn mập nói chứ bạn mập. Bạn mập yêu vấu ơi, bạn mập yêu vấu nói chưa? Bạn mập càng quét nè. Bạn mập càng quét nãy giờ cũng nhiều ha bạn mập. Bên đây là các bồ lão tiền bối. Sếp đang diễn giả gì không?
Uống bia là phải có label nha. Tại nhãn á, dán nhiều giọng chai, không để cho mất được. Được hai chai rồi. Vô. Giờ là mình ăn thử cái món bê thui này ha. Món bê thui này như của nhà sếp làm á. Chấm với mắm nêm bên đây nè, đó. Cái bê thui này mình phải chấm với mắm nêm ha. Đây này. Rồi. Thử coi. Vừa cay quá mà ngon quá, có cái thính đó bạn, thính trên này là gạo gan á. Bạn thử mà ăn khóm, thường là có chú chát nữa nhưng mà hôm nay không có, chứ không thấy rau rồi thôi. Khóm, bê thui, chấm với nước sốt, mắm nêm á, rất là dịu. Ăn nãy bay dễ cơm, ăn quay nữa. Vừa nãy cho các bạn á. Bổ lấy đầu vô. Đây là cái bánh giống như bánh hồng á. Bánh hồng. Đây là bánh hồng. Để một miếng cốm vô. Để một miếng bê thui lên. Múc mắm nêm lên. Đồ nhậu là phải cháy luôn á. Đây là những gương mặt chỉ ăn mà không biết uống nè. Đây là bạn Hinh nè, không biết alcohol luôn mà bạn chỉ ăn thôi. Uống sữa lớn rồi, bạn thích, bạn ấy thích uống sữa. Dạ, bạn Hinh thiếu sữa. Bạn này chuyên cung cấp sữa cho bạn đó uống nè. À. À. Bạn hay đi mua sữa cho bạn Hinh uống lắm luôn phải không? Đó. Bạn đặc biệt bạn Hinh rất thích sữa của bạn Phát. Đi mua. À, hai cái đi mua. Đi mua. Bởi vì trên kiểu đó, kiểu như là hai từ cuối cùng mình xin nghĩ cách ra. Ừ. Đi luôn ơi. Bạn này cũng hay uống sữa, uống sữa mập vậy nè. Sao đi ở đâu uống sữa uống gì trời. Thôi. Nên nó tăng lượng của bạn đi. Giờ sếp chơi nhạc sống rồi. Rồi đó sếp chơi nhạc sống rồi. Đây là anh Trung à, engineer của hãng. Là kỹ sư á. Hiền lành, đảm đang, chăm con rất tốt. Mình ăn thử món gà hấp nước mắm ha. Đây là có cái bồ câu của nó luôn. Đâu? Đây là cá phao câu à. Ủa?
gì là hết đó. Ok, bây giờ mình dẫn các bạn ra xem karaoke ha. Đây là những giọng ca. Đây là nghe mình hát, hát à sao? Mày đi lấy bia cái. Đi lấy bia cùng với người ta. Chết xuống đâu rồi, chết xuống đâu rồi. Kêu. Mày đi lấy bia. Đẹp trai á, con nhà giàu ha. Nhận đám cưới giả nha, 50 ngàn. Không phải 50 ngàn đâu. 30 á. 30 ngàn thôi, các bạn sẽ có được một đám cưới giả với bạn này. Free. Hôm qua tao phải giúp mày trip. Cái gì? That's trip. What? Trip. Rẻ hả? Rẻ. Đúng rồi, 30 ngàn rất là rẻ các bạn. Đi khi đông qua Mỹ này, 30 ngàn rất rẻ. Còn đỡ bên nhà phố nữa. Được ở chung với này luôn. Được cái bd thôi. Nó vợ á, chai thẳng á, đẹp trai. Thẳng. Đẹp trai á. Thẳng. Và các bạn có thông tin gì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ liên hệ với bạn ấy. À, mình tính phí rẻ thôi. Mình vợ. Là sử dụng thiệt á. Thôi đi coi. Khùng lắm. Người đã xanh dương bao nhiêu tuổi đời. Người gió thương thương qua bao biển trường. Người lính Army. Army là lính bộ hả? Lính biển hả? Lính bộ hay là lính bộ? Lính Mỹ nhờ lính bộ, Army. Còn hai thằng lính biển nữa mà nó hôm nay nó có đi. Không như cầm không như Việt Nam tối đi cà phê quán nhậu này đâu đâu khó lắm. Vậy có về nhà nhậu hay về đi qua nhà bạn bè nhậu thôi. Đẹp trai á. Đây là mai chín bốn. Đẹp trai chí thức con nhà giàu nữa. Nghe bạn chữ lên lắm nha. Nhà giàu tôi nói nhà giàu luôn là anh dưới đi. Ok ok ok. Anh là boy, em là ông cò. What's your name? Hello girl. Hello baby. What's your name? Hi. Three. Bye. Cứ nhìn mẹ ta. Ô con anh Trung hả? Ô dễ thương quá vậy? Ô dễ thương anh Trung nữa. Anh Trung hả? Con anh nè, à, nhìn dễ thương hơn ảnh luôn á. Có bạn nào nhận gấp gạo hỏi cơm nha. Gấp gạo đâu được. Gấp gạo đâu anh Trung. Gấp gạo từ nhỏ luôn á, nuôi đủ 18 tuổi. Cho các bạn nghe giọng hát của sếp. Sếp lên sếp ơi. Mấy ta bóng tìm đỡ. Ông em cắt khúc này cho sếp. Mười năm không gặp tưởng tình đã vui. Mây bay bao năm tưởng tình đã quên. Là con của sếp. Như mây vừa đây một trẻ yêu nhớ. Anh mây bên kia có còn. Để cho bà con hát con. Nhưng người yêu một trẻ yêu còn trong ta cả một trời yêu.
đôi ta yêu nhau để lòng thương ngỡ. Tình vẫn vươn ly, tình vẫn như mơ. Đành như lòng tôi xa từ kỷ niệm. Bây giờ là mình luộc hộp vịt lộn nha. Đây là trứng của bạn này. Trứng của bạn này luộc. Trứng với trứng của bạn mập luộc. À, mập luộc. Quay mập. Mập mập mập. Luộc hộp hộp gà lộn ha. 60 trứng. 30. Ô 30 hả? 30 dưới đây nè. Đây là mọi người đang chơi bên đây à. Sao giờ uống sao? Đâu? 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 Thôi, ủa cha tôi đâu mất mẹ rồi. Ê cha tôi dán lê bồ luôn rồi đó. Cái này mình đưa vui. Dạ. Cô bé, cô bé, cô bé, cô bé. Cô bé, cô bé. Sếp, sếp ơi, xỉn chưa sếp? Sao xỉn được? À, các bạn nhìn thấy sếp mình đẹp trai không? Đó, sếp mới ba mấy tuổi rồi nghe. Quay, quay, quay. Dạ. Lấy một râu luôn, nó bỏ được kia đó. Dạ, hả? Hay vậy, dạ đúng rồi. Dạ ok. Dạ. Sếp mày đâu thân hở ai đâu mà mày mua. Dạ cái sếp ơi. Dạ. Dạ tính gì lên của vợ đó. À các bạn ở Việt Nam sếp chuẩn bị về tháng 7 nha các bạn. Ở Nha Trang các bạn muốn gặp sếp thì có thể giữa tháng 7 gặp Nha Trang. Dạ sếp tìm vợ Việt Nam không? Mình nói mình không dám ra cửa luôn. Ờ vợ sếp chết chết luôn. Đây là một chiếc hộp gà lộn nè các bạn. Không sao, không sao. Chơi đi, ăn đi. Được rồi. Chính rồi. Quá đi, quá đi, quá đi, quá đi. Cái gì đây vậy? Cái gà lộn. Cái muỗng bự quá sao bạn? Muốn một cái hết một trứng. Đồ cái này em ăn cho ngon chứ. Ồ, má thơm dữ ta. Em ăn con mà lên ăn trứng. Này em ăn ơi, em ăn con mà. Năm trứng luôn hả? Trứng cho nữ ăn. Ê, dán nữ chứ nữ sung lắm á. Không được đâu. Nguy hiểm. Bước ta về.
cho các bạn xem để giải trí ha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.